Cá mú không phải à, cá mú sashimi ha. Xanh rồi ha, bầu là bỏ vô cho nó hấp dẫn. Mà còn cá không? Gấp ở dưới nè, xong gấp. Thôi, mời các bạn ghé vô cả các bạn. Lân thăm lân si. Ăn gỏi cá. Mời các bạn miếng nha. Đi rừng không có gấu thì mình về mình ăn hải sản đó các bạn.
Hải sản này cũng đi câu về nữa. Đó. Mời các bạn miếng coi. Có rau không? Có rau thì ăn vô giống như gỏi, mà nếu mà không ăn rau. Biết với chị sao, thì con cá này mình cắt ra nó rất là bở. Cắt xong thì mình rắc thêm núi bở dưới. Rắc núi bở lên mình ủ vô nó làm. Ngon rồi, dẻo. Mình vô cái rau, vô ăn hấp dẫn hơn vậy đó. Dẫn vậy em, có rau đúng không? À, mình Việt Nam mi mà. Mình có gì coi ra để xin là cái gừng rồi. Ngon rồi, nhưng mà có rau mới hấp dẫn. Cứ đau mới hấp dẫn. Ăn chút rau đúng ngon rồi. Rau là giống gỏi. Được. Ở giờ các ai mời ngày hội ngộ rồi các. Bữa nay trời mưa ác quá. Ủa bữa nay châu thì chút xíu mưa rồi á. Lại bà Tiên bắt qua nè. Đúng á, trời mưa. Đến 10 giờ nó mới mưa lại. Cái trắng là cái rốt cốt. Kèo qua nó chảy mưa. Xanh là thử coi. Ngon mà để giờ ăn hết rồi. Chấm vai xô bì ra. Mới lấy ra nữa đó. Rồi nếu mà ăn rau thì gấp rau thì giống gỏi. Cậu Năm, cuốn coi cậu Năm. Nhiều lắm, còn nhiều lắm mà. Ui, giòn cả. Rồi mời các bạn miếng nữa coi. Bỏ chính giữa đó thì đó. Nước mắm nhĩ thì chút xíu nó ăn cá ngọt đầu cá. Không có nấu chua, nấu ngọt à. Ok. Dạ nó chưa mà. Thì đó. Nhưng mà nếu mà nó ăn nhậu mình rất là sống, mình uống cái này uống sạch kìa. Uống sạch kìa cho chị phái xe xin mì. Làm nó chưa kêu. Em không, em uống bia. Uống bia ấy, ăn đồ sống mà. Ăn đồ sống mà, phải làm cốc thôi chứ đâu có sao. Không muốn để cái bên cho nhìn cho nó sang thôi. Bước đi. Ăn đồ sống phải làm cốc trước đi. Làm cách đi, để cho sang thôi. Để cho mình nó hài luôn. Bữa nay mình sáng mình dậy mình mở cái màn này ra. Mình đương làm nhạc. Này là con đi săn gấu không có mà con bắn được sóc rừng đem về đó. Ngon á. Vô. À vô cá gai, thu. Mời hồi ngộ cuối tuần đấy. Chia. Mình không muốn hết rồi vậy. Ủa. Mình nói cho để cho đẹp thì mình nói giỡn thôi. Làm tiền. Cái liên sót này, cái liên sót này cho cái liên sót này mới đã nè, không có công gốc gì. Nãy mà nói mình để mình làm. Ê, Nghĩa, gấp thịt sóc coi. Mà có làm thịt cũng sao. Còn Năm sao rồi Năm? Thịt sao đây? Thịt. Hả? Thịt. Nhậu bá cháy á. Phải không? Nhậu ok không? Chị Tiên, quất, sóc. Cái cá nó dài thôi, nó không có flavor. Không có cái kiểu mà béo rồi này nọ. Cái gì phải không? Cũng còn hai con mà nó dày ngon lắm, cũng ngon lắm mà mực em ngon không? Mực này kêu bằng mực gì đây? Mực nang hả? Nguyên? Mực nang hả? Quá trời. Giờ còn cái thứ món gì? Món canh ngọt với món hộp vịt lộn nữa. Dữ luôn. All you can eat. Tụi mình ăn nhiều nhưng mà ăn mấy cái đồ này đâu có mập đâu. Không có mập được. Nhóm than dữ là phải vậy thôi. Lọt cái iPhone ăn chưa? iPhone đang quay đâu bây giờ ăn không dình lộn cái Canada đó. Vô đây. Cô ơi đấy, cô dình lộn ấy. Quay từ tử đốc phim kìa. Tới, coi gì kêu bằng cà phê Trung Nguyên ăn không dình lộn Canada. Cà phê Trung Nguyên ăn hột lộn Canada. Ăn coi thử cái má la không? Đó này là má la là má mua tiếp á. Cái kia nó là nóng sợ má la, nó sợ chị tiền la. Nó
Má không la thì điện cũng la thôi. Mát quá anh la. Đôi dương bằng luôn á. Ác thiệt. Ôi đúng rồi, Nguyên này nó mua đồ bán chánh gì bữa nay tự nhiên nó mua vừa lộn nè. À, mua đồ bán chánh nè. À. Đâu chứ Thiên Long chỉ có cái này thôi, không có gì hết. Cái này là tụi Philippines nó kêu bằng Philippines nó kêu bằng vai ara. Philippines á, hỏi coi. Philippines nó ăn cái này dữ lắm. Nó rất là bổ. Ừ, Philippines nói cái này là vai ara Philippines á. Anh này anh gia bộ á, bởi vì anh gia bộ á. Mua đồ bán chánh nè. Thì đâu có đẻ nó đâu, mày bút 10 cái cũng kệ mày, vấn đề của mày, vấn đề của bà nó ba đâu có đẻ nó đâu. Nó còn bản là ảnh luôn chó gì. Nó bèo là bữa mẹ mày ổng kêu thôi để em nha, là ồ là nó nói không, đây là em rồi. Nó khôn rồi, quên mẹ nhớ là đừng có nhớ từng ít tin đàn ông. Nghe không? Con rồi, nó biết rồi, khỏi cần mình mới mẹ, em thấy em động cái ngày đó. Chị có đứa khách á. Đúng là cái không biết cái chứng này, không biết khi nào đáp ứng là đặc sản thế giới nha. Tuần này biết là nó màu. Hả, có không? Bà đứng là. Mày thấy nó rung rồi. Chắc luôn anh rung. Trông xin phiền. Mày bán cái gì, màu gì?